Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Bữa nay mình rất là vui luôn. Bữa nay ông cậu gửi cho mình món đồ chơi này nè. Đó là hộp lắp ráp Lego 500 chi tiết. Để mình mở các bạn xem nha. Wow, cậu mình gói kỹ quá. Đó, mình đã thấy được cái hình bên ngoài nha. Nó rất là nhiều mô hình luôn. Để mình mở 100 các bạn xem nha. Đây là cái miếng nắp nè. Cái mà để cái để mình ráp những Lego bên trên các bạn. Đó, nó cũng là cái nắp cái hộp luôn. Đó, các bạn thấy không? Shipper giao hàng thì người ta để móp méo lum hết trơn rồi. Buồn quá. Nhưng mà không sao, bên trong vẫn còn là được rồi ha các bạn ha. Đó. Nên mà các bạn nè. Đó, thì đây là cái hướng dẫn chi tiết để mình nhìn theo mô hình mình lắp ráp. Hoặc mình không nhìn này thì mình có thể sáng tạo những mô hình mình thích nhất. Có rất nhiều mô hình luôn. Mô hình xe này và có số nữa. Bên trong này, đó các bạn nhìn nè, rất là nhiều chi tiết. Bây giờ mình sẽ ráp một con rùa nha. Sau khi lục lọi xong rồi, mình sẽ tìm được những chi tiết mình cần. Bây giờ mình sẽ lắp ráp con rùa các bạn xem nha. Đây là cái phần chân và thân của con rùa thì mình ráp ra dính lại như thế này. Là cái thân cái mai rùa chứ. Cái mai rùa bên trên thì nó màu nâu và cái đầu của con rùa. Và cuối cùng mình đã hoàn thành xong một con rùa rất là dễ thương và cute ha các bạn. Và mình cũng mới ráp xong mô hình con voi. Đó. Con voi đây. Và tiếp theo là mô hình con hươu. Con hươu có hai cái sừng rất là to luôn. Các bạn đã từng ráp ráp mô hình này chưa? Đó. Ba con vật rất là dễ thương và cute. Và video của mình đây là kết thúc rồi. Thì xin hẹn gặp lại các bạn video sau nhé. Các bạn thấy hay nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn.